Mình mới mua được cái siêu thuốc tự động bằng điện 3 lít 3 này các bạn. Đây. New Valley. Xem đây. Nè. Siêu sắc thuốc hoàn toàn tự động. Rồi ở đây là cái dòng định lượng cho thuốc. Ở đây có hết tất cả cái này. Còn cái đây là nè, ngoài sắc thuốc à, còn có thể nấu canh, cháo, súp vân vân. Bây giờ mình thu ra cho các bạn xem ha. Khui cái nắp. Có một dây điện. Cái này làm cái gì ta? Mình mới mua lần đầu mình cũng không biết này là gì luôn. Để đây đi, để coi lát coi hướng dẫn sử dụng. Đây là miếng nước. Nói chung mình chỉ thì trước khi nấu thì mình rửa sạch rồi mình nấu qua lớp lớp nước rồi mình đổ đi. Rồi mình hay sắc thuốc mình uống. Cái vòng này mình không biết nha. Cái này để mình coi hướng dẫn sử dụng coi, chứ mình cũng chưa mua nên không biết. Đây có bảo hành. Đây cho các bạn xem nha. Cách vệ sinh và bảo quản. Trong đây mình sử dụng lột cái keo này ra. Đó, mình gỡ tem ra. Đây, chú ý dán miếng xốp chống nóng đi kèm theo sản phẩm lên tay cầm rồi của thân và của nắp siêu sắc thuốc trước khi sử dụng. Vậy là đây là miếng xốp. Vậy là đây là miếng tay cầm đây. À hiểu rồi, để khi mình cầm xuống
À thì ra là như vậy, mình sẽ lột cái miếng này ra. Rồi mình sẽ dán vô như vậy. Đó. Để khi mình cầm không có bị nóng. Bây giờ thì mình chưa dán, giờ mình hiểu rồi. Mình chưa dán, mình sẽ rửa sạch rồi mình dán sau ha. Rồi cái phần này là cái nắp. Ở đây thì khi sử dụng thì mình sẽ gỡ cái này ra. Giờ đấy mình rửa sạch thì cái phần này là phần nắp thì mình cũng sẽ như vậy. Đó. Đây. Rồi mình đã hiểu hai miếng này để làm gì rồi. Đó, chú ý cái này. Rồi đây là cái hai cái nút. Ở đây có hai chế độ sắc. Đây là hãy gạt xuống đây. Sắc nhanh. Lên đây sắc chậm. Rồi. Đây là nấu. Đây là hầm. Mình mới khui, mình chưa rửa nên mình chưa có nấu ha. Còn hai cái này là hai cái vòng này. À, mình xem đây là gì ha. Đây cách sử dụng nè các bạn. Sử dụng lần đầu tiên thì để vệ sinh siêu thuốc, thì cho nước vô siêu nấu khoảng 60 phút là 1 tiếng rồi các bạn. Sau đó mới bỏ cái nước đó đi. À, chú ý phải tháo tem dán trên bộ phận. À, hồi nãy là mình gỡ rồi đây nè, cái miếng tem này nè. Thế mình gỡ trước rồi mình mới đọc đó. Rồi còn hai cái này. Rồi. Như vậy thôi ha. Rồi khi nào mình nấu, mình sắc cái siêu thuốc ok thì mình sẽ review cho các bạn xem tiếp ha. Còn cái này thì bây giờ mình đi vệ sinh trước để có thuốc. Đây là cái vòng để mình. Ở đây có cái chấu đây. Ở đây có cái khớp nè. Đây nè. Nó có cái khớp. Mình đậy, nhưng mà khi mình nấu thì mình sẽ xoay. Đó, mình xoay ngang qua để cho hai cái khớp này nó đi vô đây, nó không có bị tuột ra. Ok, vậy là xong. Đây nó có cái chữ đóng mở ở đây nè. Cái mũi tên này nó khớp với cái dấu đây. Rồi. Cái siêu này là hàng của Nhật đó. Hàng của Nhật cho bạn đây. Đó. Miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Rồi các bạn mua thì hãy mua hàng của chính hãng thì mình xài sẽ ok ha. Rồi bye bye các bạn ha.